Và sau khi cài đặt được cái plugin thì Thắng giới thiệu qua một chút. Đây là một plugin cho chúng ta xây dựng được cái tính năng làm cái đồng hồ đếm ngược. Và tuy nhiên chúng ta đang sử dụng phiên bản miễn phí. Và bạn muốn nó nhiều giao diện hay hơn, muốn nó có nhiều tùy chọn hơn thì chúng ta mua một cái bản trả phí của nó là chúng ta sẽ có. Sau khi cài xong, chúng ta vào setting này và UZI Countdown. Mặc định là chưa có cái giao diện nào được tạo ra, nên chúng ta nhìn trên bảng đây. Chúng ta sẽ nhấn vào Add New Style. Ở cái tab My Style ấy, là chúng ta sẽ quản lý danh sách những cái kiểu dáng hay là màu sắc do chúng ta tạo ra. Add new style là chúng ta tạo thêm một kiểu mới cho cái đồng hồ đấy. Ví dụ mình có 2-3 cái landing page khác nhau, mỗi cái một đồng hồ đúng không? Thế nhưng mà màu sắc có cái thì màu hồng, có cái thì màu đỏ, cái thì màu xanh. Thế vậy chúng ta sẽ phải tạo ra nhiều kiểu khác nhau. Chứ nếu mà dùng chung một kiểu thì ở các landing page này giống màu hết nhau, đúng không? Thì này không ổn. Đó. Chúng ta đặt tên đi. Ví dụ mình tạo kiểu gì chúng ta đặt tên là như thế. Ví dụ là đỏ, vàng. Ở dưới đấy là các cái tùy chọn cho cái việc hiển thị cái đồng hồ của chúng ta. Phần timer size này là kích thước của cái đồng hồ đấy, to hay là nhỏ. Mặc định kích thước nó đang để là 32. Chúng ta muốn nó to lên thì bạn có thể để ví dụ như là 56 hoặc 60 gì đấy. Thì xuống dưới nhìn này, chúng ta có thể nhìn mẫu rất là to đúng không? Bạn muốn to cỡ nào thì bạn chọn cỡ đó. Phía dưới cái đồng hồ nó có mấy cái chữ nhỏ nhỏ ấy, là ngày, giờ, phút, giây đúng không? Nếu bạn muốn chỉnh cỡ chữ của nó thì chính là label size. Label size đang là 13, thường thì để 14. Thế còn màu chúng ta đang thấy nó là màu tím đúng không? Trong trường hợp này chúng ta đang nhìn thấy có hai nửa màu trên nhạt dưới đậm. Nếu bạn muốn hai cái màu này giống hệt nhau thì không phân biệt nó ra, trên dưới bằng cùng màu luôn. Thế nhưng mà từ đầu mình đặt tên là đỏ vàng cái này, vậy cái màu chúng ta cũng sẽ chọn cho nó đúng như thế. Ví dụ chúng ta chọn cái này, select box color này. Bottom là màu bên dưới, up là màu bên trên. Ví dụ màu dưới chúng ta chọn là đỏ. Đấy. Màu bên trên chúng ta chọn là màu vàng. Để cho nó giống với lại cái định nghĩa mà chúng ta đặt ở trên. Màu đấy. Sau khi bạn tùy chỉnh xong thì chúng ta nhấn cái nút này Save Style. Nếu không lưu lại tí nữa sẽ không nhìn thấy cái đồng hồ đâu. Đến được giao diện giống như trên bảng là chúng ta đã lưu thành công rồi. Sau khi tạo ra được cái đồng hồ rồi, chúng ta sẽ vào phần On Page. Edit cái landing page hôm qua chúng ta đang làm này. Edit landing page.
Chúng ta xuống cuối này. Tiếp tục sửa cái row mà hôm qua chúng ta đang làm dở, đúng không? Ô bên trái này, nhấn cộng một text block. Coi như đây là lời dẫn đi. Enter xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái đồng hồ vào. Thì phía trên cái công cụ soạn thảo của chúng ta ấy, sẽ xuất hiện cái biểu tượng cái đồng hồ này. Uzi countdown. Có ai cũng thấy không ạ? Ok, bấm vào. Rồi, trên giao diện này chúng ta tùy chỉnh như sau. Expiry date chính là thời gian hết hạn. Ví dụ hết hạn vào 23 giờ. Chín phút ngày 3 tháng 8 2018. Thì sau khi hết hạn thì sao? After expiration này có nghĩa là nó ẩn đi nếu chúng ta để cái dấu tích này. Còn nếu sau khi hết hạn thì tức là cái landing page đấy không có tác dụng gì nữa, mà bạn không ẩn nó đi mà muốn chuyển hướng nó sang một cái trang khác, thì điền cái đường link vào đây là xong. Đó. Hoặc sau khi hết hạn thì mình mẹ cho chạy lại từ đó. Thế hết hạn thì mình cho chạy lại, ví dụ như là chạy lại 2 tiếng nữa thì mình điền số 2 và hào 2 giờ. Thế còn repeat này, ý là cái việc lặp lại này bao nhiêu lần. Ví dụ là hết nhá thì lại chạy lại, đúng không? Nếu chúng ta để trống có nghĩa là không giới hạn, cứ hết nó chạy lại, không có thời hạn. Nhưng nếu chúng ta điền vào đây ví dụ chạy lại 3 lần thôi thì cái đồng hồ này nó lặp đi lặp lại đúng 3 lần rồi xong hết. Đấy, thì chúng ta bỏ trống. Campaign name để mặc định. Rồi, ai chưa điền được như trên bảng chúng ta điền nốt thắng để nguyên giao diện này cho chúng ta nhìn. Chúng ta nhấn insert là nó sẽ lưu vào trong cái bài viết này. Và nhấn save change. Save change. Update nào. Còn 6 tiếng nữa thì hết. Hết cái chương trình khuyến mại. Thế sau 6 tiếng thì làm sao? Chạy lại 2 tiếng đồng hồ. Vì chúng ta lại điền every 2 hour đấy. Bên trong giao diện quản trị này này, chúng ta vào setting, vào UZI Cloud để dịch nó thành tiếng Việt. Chuyển sang tab setting. Đây. Year thì là năm. Đúng không? Month là tháng. Tuần này. Ngày. Giờ. Phút. Giây. Sau khi dịch xong rồi, chúng ta chỉ cần tải lại trang ngoài này và xem sẽ thấy nó thành tiếng Việt. Đó. Còn cái dây nó chạy kiểu này. Đấy là do chúng ta vào phần sửa này, chọn vào cái
animation second. Nó sửa lại cái style thì nó sẽ nhảy cái này. Còn nếu không chỉ con số ấy, nó thay đổi thôi. Sửa cái này cái này. Chúng ta thêm một row mới cho nào. Thêm một row mới. Chúng ta chuyển sang cái tab PPO shortcode này. Chọn cái phần tử có tên là PPO hay chấm future code. Tiêu đề ví dụ như là có thể đặt tên bài viết là bài. Đấy. Lấy từ danh mục nào tất cả đấy là tùy chúng ta. Số lượng tin muốn lấy ra 4 tin. Có muốn hiển thị, nghĩa là bình thường tin nó hiển thị ra nó sẽ có ảnh tiêu đề đúng không, mô tả. Nếu bạn có muốn hiển thị cái mô tả hay không hay là không cần thì nó gọn hơn, khi chúng ta tích vào đây yes thì nó sẽ hiển thị cái mô tả. Phía dưới này là cách sắp xếp thôi, mới nhất hay là cũ nhất, sắp xếp theo mới đăng, theo tên hay là ngẫu nhiên. Nhấn lưu lại, đó là đang cho cái tin nổi bật. Phía dưới cái đó có một cái dấu cộng nhỏ nhỏ ấy. Chúng ta bấm vào đây, phần chuyển sang cái PPO shortcode này. Có một kiểu khác nữa, chúng ta chọn vào cái PPO 2.2 carousel code. Carousel code cách cài đặt y hệt như vừa nãy. Ví dụ như là tin mới đăng hoặc là chọn từ một chuyên mục hoặc là tất cả. Số lượng tin muốn hiển thị ra bao nhiêu thì điền ở đây, cũng cho hiển thị có mô tả đi, lưu lại. Có hai cái định dạng này, chúng ta sau khi tùy chọn xong update trang. Bây giờ thằng sẽ tải lại cái trang này xem kết quả ngoài giao diện trang chủ. À quên, cái landing page. Đây. Ví dụ tin nổi bật này. Hai cái này nhìn gần giống nhau đúng không? Nó khác nhau ở chỗ là một cái nó có cái nút next slide. Khác nhau nữa là đây là trên giao diện máy tính. Thế lên cái giao diện responsive ấy, tức là màn hình bé hơn. Thế thì cái định dạng bên trên này này là tin nó sẽ thu nhỏ và rơi xuống dưới. Đúng không? Vậy lên màn mobile cái này nó thành 4 hàng, 4 tin, đúng không? Nhưng cái giao diện bên dưới lên giao diện mobile nó vẫn chỉ có 1 tin thôi, vì nó có cái next này. Ví dụ cho chúng ta xem luôn. Thì sau này tùy chúng ta thích kiểu nào chúng ta để thôi. Đây này. Đó. Mỗi tin trên một hàng không? Đó. Thế nhưng cái dưới này sao? Nó chỉ có một bản tin thôi và nó next. Đó là bản mobile.
cũng đều là bởi vì tiêu đề dài quá. Tương đối gần như bằng nhau. Cái đấy là từ chúng ta sẽ phải tối ưu từ cái cách làm cho đến nội dung thì nó mới đều đẹp được. Ảnh thì bằng nhau rồi, ngày tháng cũng bằng nhau rồi, tiêu đề nữa và cái mô tả. Cái mô tả thì cơ bản nhìn nó cũng số dòng này, 4 dòng đúng không, bằng nhau luôn rồi, do cái tiêu đề thôi, cái 3 dòng, cái 2 dòng nó bị lệch, nó cao thấp. Rồi có một định dạng nữa vẫn ở trong cái PBO shortcode này, một định dạng là lead post này này. Thắng thực hành phần này chúng ta không cần làm theo, ta chỉ cần nhìn thôi. Ví dụ mình để là tin tức, để 4 tin đi, hay là 7-8 tin gì đấy. Từ mục tin tức, layout hiển thị có 3 kiểu. Thứ nhất là mặc định, thứ hai là một kiểu là không có ảnh, thứ ba là kiểu dạng grid, là từng ô từng ô. Đó. Thì Thắng sẽ thực hành với 3 kiểu này cho chúng ta xem. Kiểu thứ nhất, default là mặc định đi. Xem trên, Thắng sẽ thêm một row mới để Thắng thực hành phần này. Đưa nó vào đây, nhân bản nó ra, kéo sang bên này, sửa cho nhanh. Update này. Đây. Nãy Thắng để rất nhiều tin, đúng không? Ví dụ chúng ta nhìn này, ở bên trái Thắng vừa để 8 tin. Thế thì nếu để hai bên nó cân nhau thì bạn mình tính là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tin là đủ rồi, đúng không? Còn bên phải thì khác này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tin mới đủ rồi. Thì thừa bên này cắt một cái, bên này cắt đi hai cái. Đó. Thì nó chỉnh lại, tức là số lượng tin tức hiển thị ra chúng ta có thể tùy chỉnh số lượng làm sao cho thì nó cân đối. Này chỉ cần 6 thôi, đây chính là cái bước tối ưu đấy. Này 7 này, với hai kiểu hiển thị khác nhau, một kiểu là bên này nó có ảnh, một kiểu bên này là không ảnh trong cùng widget rồi. Và về chúng ta có thể là xem clip lại, clip thực hành lại cái này. Cái này là Thắng giới thiệu thêm thôi, để chúng ta có đa dạng kiểu hiển thị tin tức ở cánh chủ hoặc là trong cái landing page. Đây, kiểu thứ nhất này, kiểu thứ hai này, kiểu thứ ba này, kiểu thứ tư. Chúng ta cái này để trang chủ thì nhìn nó đẹp hơn, đúng không? Và cũng đây cũng là mặc định chúng ta có cái dạng đây này, ngôi thằng chấm xyz. Trang chủ là đang theo một cái block tin mặc định, đúng không? Như này. Đó. Bạn có thể xây dựng ra một landing page, sau đó bạn kéo các cái mục tin tức hay là bài viết ra
bạn cho cái nền vào, nền này còn nền màu vào. Thế là điểm tô cho cái landing page của bạn với mỗi một block là một loại tin tức hiển thị ra. Thế là thành một cái web tin tức. Nó giao diện do tự mình bố trí luôn. Đấy. Bây giờ thằng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để làm một cái menu. Cái menu ở trong nội dung ấy, nghĩa là cuộn đến đây, ở giữa này nó có một cái menu xuất hiện ở đây. Cái cuộn đấy thì menu đấy nó sẽ lại cố định đi theo đấy. Khi click vào nó thì nó chạy xuống từng phần từng phần. Thế nhưng mà có một cái hạn chế là nếu mà chúng ta cho menu ở trong nội dung cố định thì cái menu chính này bắt buộc là không cố định, nó phải trôi đi thì nhìn nó mới ổn. Còn nếu không cả hai cái đều cố định ở đây thì nhìn nó hơi xấu. Chúng ta làm như sau này. Vào phần appearance, vào menu. Create a new menu, tạo một cái ra. Cái này mình đặt tên là menu trong trang. Không tích vào hai cái này. Bây giờ đưa cái gì vào đây? Mình lấy ví dụ cụ thể vào trang này nhá. Vào trang này này. Cái cuộn xuống đến đây, ví dụ đây là mục giới thiệu này. Đúng không? Sau đó đây là đến thanh toán đi. Nổi bật đi. Chỗ này là giới thiệu này, đến đây là nổi bật. Đây là video. Đây là highlight. Đấy. Cái này là hỏi đáp, cái này là cảm nhận, đúng không? Này là đăng ký, đến cái dưới này là tin tức. Nếu mà mỗi mục mình đặt tên như thế thì chúng ta làm như sau. Sẽ sử dụng một cái là custom link ấy. Chúng ta làm theo luôn, thắng làm đến đâu chúng ta làm đến đấy. Nhìn này, URL điền cho thắng này, dấu thăng, đúng không? Cái block đầu tiên đặt là giới thiệu nhé. Thì giới thiệu viết liền, viết liền nhau luôn. Thăng là biểu thị cho ID, ID thì không được có cách. Giới thiệu viết liền nhau. Link text chính là cái dòng text hiển thị đó. Giới thiệu, cái chữ giới thiệu đó. Được một cái menu chưa? Được một cái chưa? Rồi đến đoạn thứ hai, chỗ này là nổi bật, cũng là điền dấu thăng này, ta viết chữ nổi bật, viết liền, không dấu. Lưu ý chúng ta viết hoa thường thế nào thì tí nữa mình nhớ, không được viết sai đâu. Thứ ba là video đấy. Đấy. Thứ tư, chỗ này bỏ qua đây, chỗ này không cần này. Hỏi đáp là hỏi đáp cảm nhận. Đây là đăng ký. Tiếp theo
nhau là gì? Là tin tức. Xong, đúng. Xong rồi thì lưu lại. Lưu lại. Chúng ta sẽ sửa cái landing page này như sau. Muốn click vào từng cái menu, nó chạy xuống từng phần. Thì tức là cái menu nào muốn đến phần nào thì chúng ta phải kết nối hai cái đó với nhau, đúng không? Thì muốn kết nối thì vừa nãy chúng ta dùng thăng ấy, sau đó cái ID chúng ta điền phía sau ấy, đó, nó phải giống từng đoạn nội dung. Vậy chúng ta đặt ID cho từng đoạn đấy như sau. Sửa cái trang này. Cái đoạn đầu tiên là gì nhỉ? Giới thiệu đúng không? Đây đoạn giới thiệu đây. Chúng ta chỉnh sửa edit role, edit cái role ngoài cùng này. Edit role. Mọi người đến được cái role setting như này chưa? Đến đây chưa? Đến chưa? Ok. Cuốn xuống tìm đến cái role ID. Vừa nãy chúng ta điền gì nhỉ? Thăng giới thiệu đúng không? Bây giờ bỏ chữ dấu thăng đi, viết chữ giới thiệu vào đây. Viết liền không dấu y hệt như này chúng ta điền. Chỉ khác cái là có không dấu thăng không? Shape change. Thì sau khi chúng ta lưu lại thì chúng ta nhìn đây này. Nó hiển thị chữ dấu thăng ở đầu không? Để chúng ta biết được ký hiệu nó ở đấy. Chưa học đến. Chúng ta xong được row thứ nhất chưa? Làm tương tự như thế với những cái đoạn bên dưới. Row setting điền tiếp vào là row ID chỗ này. Đoạn thứ hai là gì? Nổi bật. Đoạn thứ ba của mình là video. Đoạn thứ tư đây là hoạt đáp. Đoạn thứ năm là cảm nhận, đăng ký và tin tức. Ở link ở chỗ menu chúng ta viết như nào thì ra đây viết như là thế. Bỏ dấu thăng ở đâu đấy thôi. Viết mà không giống nhau nó sẽ không khớp được. Sau khi điền xong các ID cho các cái row thì bây giờ chúng ta thêm cho thắng một row mới để chúng ta đưa cái menu vào trong nội dung trang này. Thêm một row mới trên giao diện này này. Chúng ta chuyển sang cái tab là widget, WordPress widget. Sử dụng một cái widget có tên là WP Custom Menu. WP Custom Menu. Trên này chúng ta chọn một cái menu là menu trong trang này, chính là cái chúng ta tạo ra đó. Nếu chúng ta muốn cái menu trong trang đấy nó cố định khi chúng ta cuộn trang ấy, nó cố định ở phía trên,
thì chúng ta phải add cho Thắng một cái class vào đây. Chỗ extra class lên vẫn là trong cái chọn menu đấy. Là menu gạch ngang fix. Cái từ này Thắng sẽ viết lên bảng để cho chúng ta. Sau đó xếp trên. Giờ chúng ta kéo cái menu này, kéo cái cả cái row này để lên phần đầu, để lên phía phía ngay dưới cái slider, để ở đây đi, kéo lên để trên này. Sau đó update trang này. Như Thắng vừa bảo ấy, nếu cố định cái bên trong đó thì cái menu chính chúng ta không cố định nữa. Thì vào phần PPO setting. Vào PPO setting. Theme option. Chúng ta có cái fix menu này. Đó. Chúng ta bỏ check đi. Update trang. Update trang. Bây giờ thằng ra ngoài tải lại trang. Chúng ta nhìn nhé, đây là menu chính đúng không, từ đến slide đúng không, khi đang cuộn này có nhìn cái menu con của chúng ta. Bạn muốn cái màu nền nó giống màu này thì đổi cái vào row setting ấy, cho background màu trắng không, khi cuộn này thì cái này nó cố định đi theo này. Đó. Thế bây giờ mình sẽ click vào cái chữ cuộn xuống nha, kích vào nổi bật này, nó chạy lên, giới thiệu này, video này, hỏi đáp này, cảm nhận, đăng ký, tin tức, nổi bật, à, kích vào đâu nó chạy theo đây, đây là menu trong trang. Cái còn menu chính của chúng ta mà muốn click vào nó cũng chạy xuống ấy, thì chúng ta cũng điền link giống hết. Cách làm như nhau, không gì khác. Chỉ khác một cái nó là menu chính, một cái là menu ở bên trong nội dung. Thế thôi. Rồi. Chúng ta tùy chỉnh này. Ví dụ bây giờ muốn bấm vào cái nút download nào thì bật lên một cái form đăng ký. Bây giờ không phải download nào nữa mà bây giờ là đăng ký ngay chẳng hạn, đúng không? Bấm vào đó, bật lên một cái form. Form ở giữa trang ấy. Thì vẫn ở trong cái landing page này. Chúng ta tìm đến cái chỗ mà có chữ cái nút đấy. Chúng ta edit cái text block này, chúng ta xóa cái nút đấy đi. Xóa đi. Lúc đầu là chúng ta để chèn link vào mà đúng không? Giờ chúng ta không dùng, cho nên xóa nó đi. Thì ngay dưới cái text block đó, nhấn dấu cộng nhỏ nhỏ này, thêm cho Thắng vào tab PPO shortcode này, chọn là pop up content. Thì đây. Trên giao diện của cái pop up content, chúng ta upload một cái ảnh lên đây. Mình lấy ví dụ, Thắng sẽ tìm đến cái bức ảnh.
đăng ký ngay này. Đó. Có cái nút đăng ký ngay áp lên. Đó. Set image. Phía dưới cái chỗ chọn ảnh đấy là căn lề trong cái ảnh này. Mình sẽ cho nó vào giữa thì là center. Đúng chưa? Phần post content ở đây ấy, như Thắng vừa nói là mình sẽ post lên một cái form đúng không? Nhưng có nhất thiết phải post form không? Nó có thể post bất kỳ nội dung gì, kể cả là video. Bạn chỉ cần dán cái nội dung gì đấy vào đây thì nó post lên cái nội dung đó. Thế bây giờ mình muốn post lên cái form thì mình dán cái form lên. Để dán cái form vào đây như thế nào? Thắng mở trong cái tab mới, cái Superform này, mở trong tab mới. Đừng click vào Superform ngay, nó sẽ mất đấy. Mở trong tab mới đi. Chúng ta sẽ di chuột vào cái form mà chúng ta đã tạo ra trong buổi học hôm qua. Bạn sẽ nhìn thấy có một cái đoạn mã đây này, đúng không ạ? Bạn copy cái mã đây, nó dán vào cái nội dung này, dán vào nội dung như trên bảng. Xong thì nhấn nút Save chuột, nghĩa là được để khi người ta muốn tôi có mặt bật lên dưới trang update. Rồi update xong rồi, tải lại trang này. Rồi, tải xong rồi. Nhấn cái nút đăng ký ngay này. Rồi. Thì kể cả trên mobile hay là trên máy tính, nó cũng đều có tác dụng như nhau nhé. Đấy, thì cái pop-up đấy nó có thể pop lên mọi nội dung, chứ không phải chỉ có cái form. Các bạn có thể cho pop lên một cái banner cũng được. Ok, chúng ta học tiếp nha. Thế đây là một landing page. Giả sử đây chính là cái landing page bạn dựng ra, ý định bạn sẽ biến nó trở thành cái trang chủ của bạn, đúng không? Vậy sau khi biến thành trang chủ, thế cái kiểu trang chủ mặc định này này, nó biến đi đâu? Nó mất đi đâu? Thế chúng ta mà cũng muốn tạo ra một đường link khác để cho nó chạy cái trang này, thì chúng ta vào phần on page đây, chúng ta add new một page mới cho Thắng. Bạn có thể đặt tên là gì cũng được, nhưng mình thường đặt là blog. Chỉ cần đặt tên là blog thế thôi. Sau đó nhấn publish luôn, không viết nội dung gì cả, không chọn template gì hết. Làm blog thôi. Sau khi tạo cái trang này xong rồi, chúng ta vào phần setting, vào reading. Vào setting, vào reading. Trên giao diện này này, chúng ta tích chọn vào đây, chọn một trang tính này. Homepage, đây. Chúng ta chọn là cái landing page chính là bạn đã tạo ra. Đấy.
blog post page chúng ta chọn là cái blog là chúng ta vừa tạo xong. Thế là đã được tạo ra được hai cái. Xong bây giờ chúng ta xem trên. Tải lại cái trang chủ của bạn xem nó đã chạy thành landing page chưa. Đấy, trang chủ của bạn ấy. Thế còn cái blog đâu? Vì chưa đưa lên menu cho nên bạn sẽ phải gõ thủ công vào đây. Đưa lên menu thì chúng ta mới có thấy để mà gõ đúng không? Đó. Đây là giao diện trang blog. Kiểu hoán đổi hai cái với nhau. Ban đầu cái này là trang chủ đúng không? Bây giờ nó là một link con. Cái landing page đang là link con, mình biến nó thành trang chủ. Đấy là hai cách hoán đổi đấy. Ai chưa làm được thì chúng ta có thời gian thêm 4 phút mọi người thực hành nốt. Mọi người đăng ký xong tài khoản Shopee chưa? Ở cái tab Team Option này cuộn xuống, chúng ta sẽ nhìn thấy phần Shopee License ID V3, Shopee License ID V4, Zopim Key là dành cho Zopim Chat, Top Chat là dành cho Top Chat. Cái này thì nó miễn phí, còn những cái trên là có trả phí. Đó. Thế cách điền là gì? Ví dụ như Shopee thì chúng ta có một cái định dạng ID, thằng ví dụ này. Đấy, có ví dụ cụ thể chúng ta hiểu. V4 thì chính là cái mà chúng ta vừa đăng nhập vào, nó sẽ giống như chỉ của tháng này. Thì tí nữa chúng ta sẽ học cài cái V4. Zopim Key thì chúng ta cũng sẽ có một cái key giống như thằng bôi ở đây. Còn Thao Chat thì chính là cái size ID mà sau khi mọi người tạo tài khoản, mọi người add size ấy, nó sẽ có một cái size ID. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ học bằng Shopee V4. Thì trên giao diện của Shopee ấy, chúng ta vào phần setting, vào phần account. Ở bên trái phía dưới cùng là cái installation này. Mọi người nhìn thấy nó không ạ? Cài đặt đấy. Dưới cùng bên trái vào setting và account mới nhìn thấy, rồi nó có ở dưới cùng này. Đến giao diện này này, chúng ta sẽ nhìn thấy có cái license ID này, thấy nó chưa? Đó, copy cái ID đó, dán nó vào đây. Lưu lại. Và cách tích hợp tương tự như vậy với những cái live chat khác hoặc là Google Analytics thì chúng ta cũng chỉ cần copy được cái ID như này, gắn đây thôi. ID và gắn này. Là nó tự nhận hết. Giờ tải lại trang này. Đó, lại trang này. Chạy chat với lại bộ phận hỗ trợ viên. Thì chúng ta nên tích hợp theo cái cách này, chứ không tích hợp bằng cách là copy cái mã code này gắn vào thì nó sẽ không được hỗ trợ tối ưu thông qua cái viết code của team. Đó. Còn cái loại live chat nào mà tháng chưa viết code hỗ trợ ấy, thì chúng ta
copy cái mã code. Ví dụ như là chúng ta sử dụng một cái phần mềm chat của vật giá đi, đúng không? Thì nó cũng sẽ cung cấp cho bạn một cái mã kiểu như này. Thì chúng ta copy mã code này, để sau đó là dán vào đây này. Cắt này. Đó. Là xong. Không cần phải liên hệ với lại bên thiết kế web hay là bạn kỹ thuật nào. Bạn chỉ cần vào trong quản trị web và mục như thế này, gắn nó vào đây, xong. Hả? Hoạt động như nào là sao? Đây là khách hàng truy cập vào web của chúng ta. Người ta nhập tin và nhắn vào đây thì chúng ta ở trên giao diện này này sẽ nhìn thấy họ online này, thấy không? Thì chat, nhân viên của chúng ta sẽ chat với họ. Đây, có ông nào đấy, alo này. Đây. Thì bây giờ mình sẽ chào bạn. Đấy. Bạn có nhận được tin nhắn của mình không? Đấy là chat với khách hàng đó. Header code và footer code. Footer code là những gì gắn trong yêu cầu gắn trong body ấy, thì là chúng ta sẽ gắn vào phần footer code này. Còn những gì yêu cầu gắn vào phần thẻ hit ấy, thì gắn vào phần header code này. Đó. Ví dụ như là bạn tạo ra cái Facebook Pixel hay là Google Tag Manager thì nó sẽ có cái phần hướng dẫn cài đặt, thì nó sẽ có cái mã và bạn copy, bạn gắn vào đây. Thì đây có hai cái ô này, chúng ta gắn không giới hạn các loại mã, chỉ cần enter xuống dòng gắn thêm mã mới. Hả? Ở tiếp thì lại cũng gắn đây, gắn nó footer này, hầu hết gắn hết footer. Chỉ có những mã nào yêu cầu gắn vào thẻ hit thì chúng ta mới gắn lên header. Lưu ý này, tất cả những plugin mà thường đưa trên nhóm kín đều là link trên Dropbox, vì Facebook không cho up file trực tiếp lên được. Và link trên Dropbox thì dung lượng có giới hạn và Thắng sẽ xóa dữ liệu thường xuyên. Và những cái plugin này sau một thời gian Thắng cũng sẽ xóa, nên chúng ta phải tải về và lưu trữ về máy, tránh tình trạng sau này không có. Biết đâu lúc đấy mất Facebook của Thắng, mất số điện thoại không xin được đấy. Máy của Thắng bị hack là bị cái virus gì nhỉ? Được rồi, có cái virus xong rồi. Virus gì nhỉ? Hack mà toàn cầu ấy. Gì á? Không nhớ tên lắm nhưng mà mất hết dữ liệu rồi lấy gì cho, lấy gì cho lại, có xin cũng không có ở cho lại. Hả? Lúc đấy mất công viết mới lấy phí. Tóm lại chúng ta vẫn cứ phải tải nó về, tránh cái tình trạng rủi ro không mong muốn. Sau khi chúng ta cài đặt plugin xong, sẽ vào setting, vào PPO Call to Action để cài đặt. Trên giao diện này, này chúng ta sẽ nhìn thấy bốn cái cài đặt cho bốn cái nút gọi, bốn cái nút kêu gọi hành động ở trên giao diện di động. Cái nút thứ nhất là nút gọi, show là hiện lên, hello là hẳn đi. Zalo
là cái nút chat qua Zalo. Messenger chính là nút bật ra cái Messenger chat luôn. Reader chính là cái nút khi bấm vào đó và chạy đến một cái trang đích, trang đăng ký chứa một cái form đăng ký, hoặc là dẫn đến cái link Google Form, đó là tùy ý chúng ta thích dẫn đi đâu cũng được. Thế sau khi tích xong hết, tức là cho nó hiện ra phone number là điền số điện thoại của chúng ta khi mà muốn người ta nhấn gọi. Cái phần contact ở đây nó là cái lời kêu gọi, ví dụ như là bấm để gọi. Đấy. Hay là gọi ngay, hay là liên hệ, hay là tư vấn, những cái từ ngắn ngắn thôi, viết dài nó không được đâu. Zalo phone chính là cái số điện thoại mà bạn đăng ký Zalo cho khách hàng chat với bạn. Thế còn Messenger ID ở đây là gì? Messenger ID ấy, ví dụ như Facebook cá nhân thì chính là cái ID của bạn. Bạn copy cái đường link như này, bạn có thể lên Google, bạn gõ từ khóa là Facebook User ID hay là Get Facebook User ID gì đó, nó ra rất nhiều cái link để chúng ta dùng get các ID. Bạn chỉ cần dán vào đây cái link cá nhân hoặc là cái link fanpage của bạn, nó cũng đều ra được cái ID này này. Bạn copy cái ID gắn vào đây. Đó. Đấy là cách thứ nhất. Thì cách đấy hơi rườm rà. Cách thứ hai là copy luôn cái tên đằng sau, cái chuỗi đằng sau. Dán đây. Cái chuỗi đằng sau này trên đường link cá nhân của bạn thôi. Hay là ppo.vn này này. Muốn chat với fanpage thì gắn cái ID của fanpage. Muốn chat với cá nhân thì gắn cái ID của cá nhân. Dán vào đó. Thế còn URL, getter URL chính là cái link đích. Khi mà người dùng nhấp tay vào nó dẫn đến cái trang đăng ký. Chưa có trang đấy thì mình để đầu thang hoặc là mình ẩn nó đi, nhấn xếp trên lưu lại. Xong cái lưu chúng ta truy cập bằng mobile xem. Mình ví dụ vào cái phần landing page mà chúng ta mới làm, hoặc cả quên page khác đi. Landing page giờ biến nó trang chủ mất rồi. Làm vào một cái page là page sample đây. Thì trong mỗi trang này này, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy có một khu vực là PPO Call to Action đấy. Trang nào chúng ta muốn có cái kêu gọi hành động này thì để mặc định. Ví dụ chúng ta có 10 trang nhưng mà một trang không muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể để là inactive thì trang này nó sẽ không hiện ra nữa. Đó. Còn mặc định là có nhé. Và mặc định là đang sử dụng cài đặt chung, tức là tất cả các trang đều chung cái cài đặt chúng ta vừa làm. Nhưng riêng trang này chúng ta cài đặt cho thông tin liên hệ của một người khác hoàn toàn. Thì chúng ta chuyển sang cái custom setting ở đây. Thế trong custom setting này thì nhìn giống kia không? Làm y hệt. Số khác, Zalo khác, Facebook khác, link đăng ký khác. Thế thì chả đứa nào tranh giành thế nào, đúng không? Bây giờ chúng ta trải nghiệm phần này đi nhé. Ở buổi họp hôm trước, thằng có hướng dẫn chúng ta là tắt cái XML sitemap của cái dot cell đi, đúng không? Thế bây giờ web thì cần phải có sitemap. Và để yếu tố chuẩn cell ở trong website thì là sitemap và robot.txt là hai cái cần, đúng không? Thế mà bây giờ tắt đi rồi thì chúng ta phải bù lại cho nó bằng một cái khác, tất nhiên nó phải có tiện ích tốt hơn. Thì chúng ta cài một cái plugin, chúng ta vào plugin add new
chúng ta add new. Nhấn add new xong, bên phải có một ô tìm kiếm, chúng ta gõ từ khóa như thằng gõ Google XML sitemap. Sau khi kết quả hiện ra nếu như trên bảng đây thì nhấn install now để chúng ta cài đặt. Cài đặt xong còn phải cấu hình nó nữa. Chờ một chút nó cài đặt xong thì nhấn kích hoạt. Anh tìm về kích hoạt lên. Sau khi kích hoạt plugin đó xong, chúng ta vào phần setting này, vào XML sitemap. Sau khi bạn cài đặt cái plugin này, nó tự tạo cho bạn một cái XML sitemap tự động và robot.txt cũng tự động, và chúng ta không phải can thiệp, không cần phải hàng ngày thay đổi cái XML sitemap. Chúng ta xuống phần sitemap content, có nghĩa là có ai có thể giải thích cho Thắng là robot.txt là cái gì, sitemap.xml là cái gì không? Có một số bạn làm SEO đâu. Phần sitemap content này chính là cái nội dung trên cái sơ đồ đấy. Chúng ta sẽ tích vào include category, có nghĩa là danh mục. Mình phải cho nó đi vào các chuyên mục chứ, thì nó mới vào được chuyên mục, sau đi sâu vào trong từng bài viết, sau đó lấy nội dung về. Đúng không? Include a child, dạng lưu trữ. Include tag là những cái thẻ ấy. Bỏ phần auto đi, bởi vì hầu như chúng ta không dùng, bởi vì cái này là mình không phải là web dạng cổng thông tin điện tử như không phải là dạng báo điện tử như VnExpress hay Dân Trí, nên bỏ qua cái auto thôi. Tiếp tục là cái custom taxonomy, là dạng cái chuyên mục mà tự tạo thêm, thì trong đó là có group của cái testimonial hôm qua chúng ta tạo, thì cái đấy chỉ tạo ra phân nhóm để chúng ta phân biệt, chúng ta quản trị cái danh sách khách hàng của chúng ta thôi, chứ không cho vào bản đồ, nên không tích. Testimonial cũng thế. Đó. Vừa rồi ở trên chúng ta có tích vào include category đúng không ạ? Tức là bao gồm các danh mục trong cái sơ đồ này. Nhưng trong đó có khoảng 1-2 chuyên mục gì đấy chúng ta không muốn Google lấy index về, hoặc không muốn Google nó nhìn thấy ở trong sitemap, giống như là trên cái bản đồ chúng ta đánh dấu cấm luôn để nó không nhìn thấy nữa, include nữa, loại trừ nó, thì dưới cái phần include là include. Include đây mình tích vào mục là add category, là mục chúng ta muốn loại trừ, được chưa? Rồi xuống dưới này là priority, tức là đánh dấu thứ tự ưu tiên, thì cái này cứ để mặc định đi, còn tùy theo cách SEO của mỗi người lại muốn chỉnh cái thông số này theo riêng ý, thì cái đấy mỗi người lại có một cách SEO riêng. Cái mức độ quan trọng của cái nội dung chúng ta update là xong, để mọi việc coi như ổn. Thế sau khi bạn làm xong website rồi, bạn muốn đưa website này lên trên Google hay là các công cụ tìm kiếm khác nhau, đúng không? Thì chúng ta có thể là sử dụng phần mềm để hoặc là một số tài khoản mạng xã hội ấy, thì chúng ta publish cái web
nó tự động index cái web của mình luôn. Đấy. Còn bình thường thì chúng ta không cần làm việc đó, Google tự vào mà sau khi chúng ta công khai web. Thế công khai web như nào? Hôm trước buổi 1 chúng ta cài web xong thì thao tác đầu tiên của chúng ta là gì? Đó là ngăn chặn các công cụ tìm kiếm vào web. Thế bây giờ web chúng ta đã xong xuôi hết rồi, mặc dù vẫn chưa xong xuôi nhưng giả sử rằng là đã xong hết rồi, từ khóa đã tối ưu, web đã chuẩn, bài viết cũng ngon lành, mọi thứ là có thể công khai cho khách hàng cũng như là các công cụ tìm kiếm vào rồi, mở cửa rồi, thì chúng ta vào phần setting và reading. Chúng ta bỏ tích ở cái hôm trước đây đi, đây này, hôm trước chúng ta tích vào thì bây giờ chúng ta bỏ nó đi, sau lưu lại, thế là đã công khai web. Còn ai bây giờ chưa muốn công khai thì đừng bỏ nha. Để bất kỳ lúc nào chúng ta muốn cái web của chúng ta được bộ máy tìm kiếm nó lấy dữ liệu về thì chúng ta hãy bỏ tích ở đây đi. Vậy là xong. Vừa rồi thằng có hướng dẫn chúng ta là tất cả những cái mã chúng ta đều chèn ở trong phần footer code hoặc là header code đúng không ạ? Nhưng những cái đấy nó sẽ gọi là đi theo toàn trang, và bất kỳ link nào chúng nó cũng đều thu thập dữ liệu hết, nhất là mã tiếp thị lại đúng không ạ? Và chúng ta có thể đặt được cái quy tắc thu thập data, cái cookie ở trên AdWords thông qua cái quy tắc URL đúng không ạ? Ở đây có ai chạy tiếp thị lại đọc không? Mới chạy tiếp lại bình thường đúng không? Muốn chạy tiếp thị lại đọc thì trong những cái từng sản phẩm của bạn cũng phải gắn mã riêng và bạn điền ID riêng đó. Thì hay là trong từng trang của bạn, bạn có 2-3 cái landing page đóng vai trò giống như là 2-3 cái sản phẩm. Bạn muốn chạy tiếp thị lại đọc cho những cái sản phẩm đó thì mỗi một, như là bạn đã gắn trang toàn trang rồi, gắn là footer code rồi, nhưng trong từng landing page lại phải gắn thêm nữa, thì hiện tại là đang không có chỗ để gắn. Nếu gắn trực tiếp luôn vào cái phần nội dung thì nó sẽ bị lỗi. Đấy. Thì Thắng đã lập trình ra một cái plugin chia sẻ chúng ta. Chúng ta chỉ cần là cài nó vào và dùng thôi. Sau khi cài cái plugin này vào web thì bạn vào trong từng trang hay từng danh mục, từng bài viết, từng sản phẩm cũng đều xuất hiện ra một cái ô để chúng ta gắn cái mã này vào. Và cũng không khác gì ở phần footer code đâu, cũng gắn không giới hạn các loại mã, mã đo lường tỷ lệ chuyển đổi, mã theo dõi truy cập, mã thu thập số điện thoại cũng có thể gắn vào đấy được luôn nếu chúng ta có. Rồi mã tiếp thị lại, mã Facebook Pixel, rồi mã Google Analytics cho riêng cái trang đấy, chúng ta đều có thể gắn được. Chúng ta sẽ cài cái plugin đó vào vào website. Nếu bạn có mã sẵn ở trong đấy rồi, hoặc là mở AdWords của bạn ra hay là Facebook, lấy cái mã thực hành luôn, bạn gắn vào một cái landing page riêng luôn, trải nghiệm luôn. Có gì thắc mắc thì thằng hỗ trợ tại chỗ. Đó, sau khi chúng ta cài rồi, giả sử vào một cái landing page khác như trang cảm ơn đi, vào cái trang cảm ơn, chúng ta gắn cái mã đo lường vào đấy thì cứ mỗi một khách hàng đến trang này là một chuyển đổi thành công. Thế nhưng làm thế nào để biết người ta đến trang này thì chúng ta phải gắn một cái mã đo lường,
lấy cái mã đó gắn vào trang này thôi. Đây gắn vào ô này. Code marketing này. Gắn đây. Cho chúng ta 5 phút nhé. Ai có thì gắn đi. Bạn muốn xây dựng một website doanh nghiệp, bạn làm như thế nào để giới thiệu đủ? Đầu tiên các phải xây dựng ra được cái sơ đồ, tức là cái menu trong web đã. Đầu tiên là cái gì? Trang chủ. Đấy. Sau đó đến cái gì? Trang giới thiệu. Mình lấy cơ bản phổ biến nhé. Phổ biến hầu hết các doanh nghiệp đều có cái cấu trúc menu giống như thế. Thứ hai, thứ ba là doanh nghiệp thì doanh nghiệp này bán về sản phẩm gì? Họ có những sản phẩm gì cung cấp đến thị trường, đúng không? Thế doanh nghiệp đấy họ có những dịch vụ gì ngoài việc làm sản phẩm, đã có sản phẩm đúng không? Đấy, họ làm dịch vụ gì cho khách ngoài việc họ bán sản phẩm. Tiếp theo, họ cũng sẽ có mục tin tức để cập nhật thường xuyên lên website. Họ cũng sẽ có mục tuyển dụng vì họ cũng phải tuyển nhân viên chứ, đúng không? Và có một trang để liên hệ đó. Đấy. Rồi, thì trong sản phẩm này thì họ sẽ bán sản phẩm gì? Ví dụ mình làm một danh mục con, làm một cái menu con. Cái bán sản phẩm thôi, mình lấy đơn vị công nghệ cho nó dễ. Dễ lấy ví dụ. Bán sản phẩm thứ nhất là phần mềm email marketing. Đấy. Sản phẩm phần mềm kế toán. Đấy. Phần mềm bán hàng. Đấy. Phần mềm bảo mật. Ví dụ thế đấy. Thế họ làm dịch vụ gì? Ví dụ là dịch vụ thiết kế website. Dịch vụ gì nữa? Dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu. Đấy. Thôi lấy thế làm ví dụ ít cho dễ. Và bây giờ cấu trúc nghĩa cái size, cái menu của chúng ta ấy, đã làm được rồi. Thế bây giờ cái nội dung, cái đưa cái gì vào, làm thế nào để cho nó thành một cái website doanh nghiệp chuyên nghiệp. Tất nhiên mỗi một cái này là một đường link. Vậy mỗi đường link nó chính là một trang. Vậy mỗi một trang nó là một landing page. Thế đây nhé, cái gì là landing page, cái gì nó là dạng bài viết, cái gì nó là chuyên mục. Ví dụ luôn, trang chủ, chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng landing page để làm, để dựng lên cái trang chủ, được chưa? Giới thiệu cũng landing page để làm trang giới thiệu. Mục sản phẩm, tạm thời mục sản phẩm bỏ qua vì nó là một trang. Phần mềm email marketing cũng một landing page để giới thiệu với cái phần mềm này. Trong đấy có một cái form hay đăng ký gì đấy để cho người ta vào mua hay là người ta vào tải về máy để người ta cài và dùng, đúng không? Phần mềm kế toán cũng là một landing page giới thiệu về phần mềm kế toán. Phần mềm bán hàng cũng là landing page. Hầu hết đều là landing page. Phần mềm bảo mật cũng là landing page giới thiệu về phần mềm bảo mật. Dịch vụ thiết kế web cũng là landing page. Landing page. Tin tức thì lại khác, nó là một chuyên mục, là một category. Vì bấm vào mục tin tức nó sẽ list ra danh sách các bài tự động mà. Thì cứ đăng bài mới nó xuất hiện vào đấy, đăng bài mới nó xuất hiện vào đấy. Tuyển dụng thì lại có hai hướng. Một, bạn chỉ có một bài tuyển dụng duy nhất thì làm ra một landing page hay là một trang thông thường. Đấy. Hai là trong mục tuyển dụng bạn sẽ có rất nhiều bài, mỗi bài một vị trí tuyển dụng khác nhau. Ví dụ như là tuyển vị trí kinh doanh, tuyển vị trí kỹ thuật,
tuyển vị trí đồ họa, tuyển vị trí gì đúng không? Thì chúng ta có thể là category hoặc page thông thường, tùy ý nhé. Trang liên hệ thì đương nhiên là landing page, là một row chứa cái bản đồ, một row chia làm hai, một bên chứa thông tin liên hệ, một bên chứa form. Hết trang liên hệ rất đơn giản. Thế còn những cái trên đấy, bạn nhìn xem toàn là landing page thôi. Thế còn ở đây có hai cái mình chưa đưa ra đó là gì đúng không? Thế ví dụ bấm riêng từng sản phẩm thì ra từng landing page về nó rồi, ok đúng không? Thế nhưng bấm vào menu sản phẩm thì sao? Thế nó phải list ra danh sách các sản phẩm, thì không phải là danh mục đâu, vẫn là landing page. Tại sao? Landing page bạn có thể chia dòng chia cột được không? Vậy thì mỗi một ô đấy bạn đưa một sản phẩm vào, để khi người dùng bạn chèn link vào đấy, khi người dùng click vào thì nó đến cái landing page con bên trong. Cho nên nó vẫn là landing page. Dịch vụ cũng là landing page. Rồi thằng lấy ví dụ cho chúng ta về cái dịch vụ nhé. Tiếp thì lại .com và azbay.com. Đây. Đây là những dịch vụ con đúng không? Coi như trang chủ này chính là cái landing page của sản phẩm đi. Thì đấy, mỗi một cái này là một cái ảnh. Cái bấm vào mỗi một cái ảnh này dẫn đến một landing page con. Dẫn đến ví dụ như là đến Google đây. Thì đây là landing page giới thiệu về dịch vụ quảng cáo Google. Đấy. Tương tự như vậy những cái khác. Các bạn đến trang xếp bài. Trang chủ này hay trang dịch vụ vì làm vì nó chung rồi. Cho nên là mình giới thiệu ở cái trang chủ luôn. Dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Bấm vào xem thêm là ra một landing page về dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Bấm đây. Đấy, dịch vụ riêng về đáo hạn ngân hàng. Tương tự như vậy, dịch vụ vay tiền mua xe, tức là họ cho mình vay tiền để mua xe và làm dịch vụ này. Bình thường tự chúng ta ra ngân hàng làm thủ tục các thứ đúng không? Nó nghĩa là không có một nơi, không có một người hỗ trợ hay là đầu mối, mọi thứ cho việc công việc mà suôn sẻ nhanh hơn, nó rất là phức tạp. Vậy bên này là một đơn vị hoặc là trung gian, bấm xem thêm. Thì cái đó chính là phần dịch vụ, thấy không? Tất cả đều là landing page. Có mỗi gì liên quan đến bài viết ấy, thì nó là category thôi. Đấy. Áp dụng những gì đã học mà dựng ra được là quét doanh nghiệp rồi đấy. Thế còn quét tin tức thì sao? Quét tin tức thì ngay từ buổi 1 chúng ta làm xong nó đã là quét tin tức rồi. Nhưng đấy là một dạng blog tin tức đơn giản, thông thường. Đúng không? Thế còn muốn blog một cái quét tin tức phức tạp hơn thì chúng ta cũng làm landing page. Sử dụng cái widget lấy các cái bản tin ra đây. Thì các định dạng hiển thị khác nhau. Mỗi cái trên một dòng, mỗi cái trên một dòng. Mỗi dòng đấy là một chuyên mục tin. Một chuyên mục thời sự, một chuyên mục văn hóa, một chuyên mục thể thao này. Đúng không? Đấy, cấu trúc trang tin tức cũng thế là xong. Thế còn trang bán hàng, một landing page chúng ta cũng tạo ra để bán hàng được mà. Còn muốn dạng web shop bán hàng thì sao? Shop bán hàng thì thằng cũng đã quay xong cái bộ video của web bán hàng rồi. Sau thằng gần như xong hết, còn
sau này hướng dẫn tích hợp các add-on nào kia thì cái đấy nó quá trời, quá nhiều thứ. Thì lúc nào rảnh nó lại quay, nó lại up, nó lại gửi xong. Thế còn nguyên bộ video cơ bản để chúng ta làm được web bán hàng, đăng được sản phẩm, khách hàng đặt hàng, thanh toán, mọi thứ nó ok hết. Chúng ta quản lý đơn hàng, quản lý mã giảm giá, chiết khấu cho người ta. Thì đã xong thì ok hết rồi. Cả đấy sau thằng sẽ đưa cái đường link đăng ký nhận video lên nhóm kín. Chúng ta sẽ điền thông tin email và đấy, và thằng sẽ gửi cho chúng ta. Plugin add new. Đây, lại giống như lúc nãy nhé. Lại lên Google, search từ khóa, đầu tiên là WordPress plugin, đúng không? Khi phát sinh nhu cầu là search plugin. Thế bây giờ vừa nãy em hỏi gì nhỉ? Nhân bản cái trang này lên đúng không? Nhân bản cả web thì khác, nhân bản cả trang. Trọng trang là một cái đường link trong một web thôi, còn cả web là nguyên cả một cái website của bạn. Cả bộ code, cả database, cái này nó khác. Còn đây là một trang, là một đường link thôi. Thì nhân bản một trang thì chúng ta nhân bản tiếng Anh là gì? Rồi copy có những từ gì khác nữa không? Duplicate có gì nữa không? Copy, duplicate, clone, gì nữa? Vậy có 3 từ để chúng ta tìm. Tìm đầu tiên là tìm từ copy, ông nào giới thiệu copy đúng không? Thì tìm từ copy paste. Đấy. Đấy, nó ra này, thấy không? Plugin đây, download về cài vào. Thì thường thì một chức năng này nó sẽ có rất nhiều plugin làm cùng một chức năng. Quan trọng là chúng ta cài vào, chúng ta dùng thấy cái nào cứ cài hết đi, từng cái một, thấy cái nào hợp với mình thì sau lại dùng nó lâu dài. Đấy. Rồi từ khóa thứ hai vừa nãy giới thiệu là gì nhỉ? Duplicate đúng không? Duplicate, kết paste đi, kết post đi, vì đang nhân bản trang mà, thì kết paste đi, đó ra đây. Đi kết paste này. Thế nhưng mà plugin anh định giới thiệu đó chính là Duplicate. Chúng ta cài vào để sử dụng. Trong lúc chờ đợi cài đặt thì sẽ nói qua một chút. Có một vài, đây, cài cái này nhé, cái đầu tiên này. Cái giống trên bảng này. Những cái như là cách để xây dựng ra một landing page hiệu quả. Thắng sẽ đưa viết một bài trên nhóm chúng ta. Thay vì nói nhiều nhiều, viết một bài lên. Rồi, cách để chúng ta tạo những cái kêu gọi hành động hiệu quả. Đấy, cũng đưa lên, thầy sẽ viết tóm tắt trên nhóm cho chúng ta sơ sơ qua. Rồi cách để nghĩa là những cái yếu tố như thế nào trong một landing page để tạo ra một landing page hiệu quả, cũng đưa bài lên trên nhóm kín. Tức là khi chúng ta làm landing page, thầy sẽ đưa ra chỉ tiêu khoảng độ vài chục chỉ tiêu. Thì sau tùy từng lĩnh vực, tùy từng ngành nghề, tùy từng mục đích mà chúng ta sẽ sử dụng một số lượng nào đấy trong cái số chỉ tiêu đó. Ví dụ như là thằng đưa ra 20 chỉ tiêu, chúng ta có một lĩnh vực thì dùng đến khoảng 5 chỉ tiêu thôi là đã đáp ứng đủ rồi. Thì cũng sẽ đưa những cái này lên nhóm kín để chúng ta quan trọng phải đọc. Vì biết mọi người cũng không chịu đọc mấy, cho nên mình cũng sẽ biết ngắn gọn thôi. Đấy, sau khi cài plugin xong rồi, chúng ta vào phần setting này, vào duplicate post này. Đấy.
chuyển sang cái tab permission, tab phân quyền ạ. Đến ở đây chưa? Rồi, ai chưa làm đến đây thì chúng ta nhìn thôi. Sau khi đến cái bước này, phân quyền là thứ nhất là quyền dành cho những ai có khả năng được nhân bản. Ở đây là dành cho quản trị viên và biên tập viên. Những người khác không có quyền. Muốn cho ai có quyền thì tích vào đây. Như là quyền tác giả là được nhân bản. Đúng không? Không cho. Đấy, ví dụ thế. Xuống dưới này là cái thể loại nội dung mà được phép nhân bản. Ví dụ như post, tức là được nhân bản bài viết. Page không cho nhân bản page, tức là không cho nhân bản trang thì bỏ tích. Cho nhân bản trang thì tích nó vào. Tương tự những cái khác cũng thế. Xong thì nhấn xếp trên lưu thay đổi. Thì mặc định nó tích cho chúng ta post và page rồi. Bây giờ chúng ta vào phần on page. Có hai cách để chúng ta nhân bản. Cách thứ nhất, ví dụ đây là chúng ta đang nhìn thấy cái landing page đây đúng không? Di chuột này, nó hiển thị chữ gì đây? Clone và new grab. Nếu chúng ta kích vào clone ấy, thì nhấn nút này xong, nó vẫn ở trang này nhưng nó xuất hiện thêm một trang mới ở dạng nhát để chúng ta sửa. Đấy. Còn nếu kích vào new grab thì nó cũng nhân bản kích chính cái trang này luôn, nhưng nó chuyển hướng đến cái trang chỉnh sửa luôn. Nó không xuất vẫn giữ nguyên trang này. Bạn cứ thử kích hai cái xem, sẽ thấy được sự khác biệt đấy. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, vào trong cái trang landing page này. Vào trong này. Thì ở trên đầu này, cái thanh menu bar ở trên cùng này, có cái copy to a new row như trên bảng này này. Đấy, thì kích vào đây là nó sẽ copy đi, tạo ra một trang mới. Và chúng ta chỉ việc là sửa sửa thôi. Đấy, còn y hệt rồi. Đúng rồi. Hoặc là cạnh cái nút update ở bên này này, nó cũng có cái link là copy đây này. Đấy là cách để chúng ta copy nhân bản vào đây. Không, mỗi một trang này trong một web, trong một chính cái web này làm sao gắn một tên miền. Thế còn một landing page, bạn muốn gắn một tên miền thì bạn mua một tên miền mới, bạn gắn vào cái hosting, bạn cài một cái code mới, thế là xong. Thế cần gì phải tạo một trang để cho vào một tên miền? Tìm plugin pop-up đúng không? WordPress plugin pop-up. Pop khi nào? Khi vào trang à? Hay có khi thoát trang, và trang thì visit first office. Đấy. Thoát gì thì exit, exit page hoặc exit site, exit web này. Đúng không? Và Google nó không ưu tiên cái đấy đâu. Chúng ta hãy làm pop khi mà người dùng có hành động thì nó mới pop thôi. Và tự nhiên bật lên cái pop-up chẳng phải ý nghĩa gì ấy, thì những cái trường hợp này sẽ phù hợp này. Ví dụ bật lên một cái pop-up tặng quà thì người ta điền thông tin ngay. Bật lên một pop-up khuyến mại, bật lên một pop-up cho quyền lợi thì người ta rất là đón nhận. Nhưng bật lên một cái pop-up mà bấm vào đây để lấy thông tin hay bấm vào đây để mua hàng hay gì đấy, tóm lại những cái mà không mang lại lợi ích ngay, người ta không điền đâu mà phản cảm. Ví dụ, người ta có đọc về cái bất động sản đấy, có đọc về cái chiếc xe đó, thế nhưng vào phát đã thấy pop luôn rồi, người ta chắc chắn 100% là người ta tắt, khẳng định một điều đấy. Người ta phải đọc xong thông tin, rồi bật pop thì không sao, thế nhưng mà vào cái đã bật pop rồi, thì là cái đấy phản cảm. Thế nhưng mà có tác dụng đó, có hiệu quả đâu, bật nên làm gì?
nhưng người ta thấy ngứa mắt quá, người ta tắt cả web. Người ta tắt web chứ người ta không tắt pop-up. Người ta tắt pop-up thì đã đỡ.